Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm nay, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Cùng với những khó khăn do nhiên liệu tăng giá, các doanh nghiệp vận tải hành khách đối mặt với vấn nạn xe dù, bến cóc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến những doanh nghiệp vận tải chấp hành đúng quy định, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay, sau khi biểu quyết thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Tại phiên thảo luận có 21 đại biểu phát biểu, 4 lượt đại biểu tranh luận. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Đa số ý kiến của các đại biểu nhất trí về sự cần thiết sửa đổi luật hợp tác xã để thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục hạn chế bất cập của luật hiện hành, hoàn thiện các quy định về kinh tế tập thể phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, bền vững cùng với kinh tế nhà nước, trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Các đại biểu cũng tham gia nhiều ý kiến và các nhóm chính sách, nhiều điều khoản cụ thể trong dự thảo luật như về phạm vi, đối tượng áp dụng, tên gọi của dự án luật, cụ thể hóa hơn các chính sách trong nghị quyết số 20 của Trung ương, ra soát để thống nhất với các luật có liên quan như quy định về huy động nguồn lực, chính sách hỗ trợ của nhà nước, quy định về tổ hợp tác, việc thành lập và hoạt động của Liên đoàn Hợp tác xã về mô hình tổ chức quản trị. Chiều nay, sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Các ý kiến cơ bản thống nhất cao với việc sửa đổi dự án luật, đóng góp ý kiến vào dự án luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng sửa đổi. Đại biểu Tống Văn Băng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng cần quy định cụ thể hơn về tổ chức xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Một ý kiến là về phương thức giải quyết tranh chấp tại chương 5 thì mục tiêu của bảo vệ của chúng ta là gồm các cái quy định liên quan đến phòng ngừa, răn đe hay là trừng trị những hành vi vi phạm. Và cơ chế đặc thù của chúng ta, cơ chế giải quyết tranh chấp của các chủ thể sản xuất cung cấp các sản phẩm hàng hóa dịch vụ của chúng ta thì kể cả để nhằm bảo vệ người mua rồi người thụ hưởng thì theo tổng kết luật bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 và sau khoảng 12 năm chúng ta triển khai thực hiện thì cái hiệu quả này cũng chưa cao. Và kể cả là việc một số các trường hợp là cái quyền lợi của người tiêu dùng rõ ràng là bị tổn thương, rõ ràng là bị thiệt hại. Thế nhưng mà khi mà để thực hiện cái việc mà bồi thường thì chúng ta thấy là cái cơ chế nó rất là phức tạp và gần như là không có hiệu quả. Thì với cơ chế giải quyết tranh chấp cơ bản trong dự thảo luật là hiện nay là có 4 phương thức là thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án. Thì tôi cũng cho rằng đây đang phù hợp với các nguyên tắc chung của pháp luật. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Ngày mai, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và thảo luận về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi và dự án luật giá sửa đổi. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Tiểu ban An toàn An ninh mạng thành phố, dự chỉ đạo hội nghị tuyên truyền quán triệt các văn bản quy định về công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng và diễn tập về phòng chống tấn công mạng trên địa bàn thành phố. Cùng dự có đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đại diện Bộ Công an. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên của Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an thành phố quán triệt giới thiệu các văn bản quy định của Trung ương và thành phố về công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng, đồng thời diễn tập về phòng chống tấn công mạng trên địa bàn thành phố, thông qua kịch bản tấn công có chủ đích bằng các thiết bị lưu trữ ngoài như USB, ổ cứng ngoài, để thu thập, chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước của các cơ quan đơn vị, và mô phỏng cuộc tấn công vào hệ thống thông tin hành chính công, dịch vụ một cửa điện tử thành phố, các quy trình ứng phó, xử lý sự cố. Qua đó nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nhận diện, phân tích, đánh giá để xây dựng và thực hiện phương án ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin trên địa bàn thành phố, cũng như khả năng thích ứng, tính sẵn sàng chủ động,
góp phần giảm thiểu thiệt hại các sự cố an ninh mạng, phòng chống tấn công mạng trên địa bàn thành phố. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận, biểu dương công an thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công hội nghị. Đề nghị lãnh đạo các sở ngành thành phố, bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện cần đẩy mạnh tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt các nội dung của nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 22 của Chính phủ, nghị định số 53 của Chính phủ, các nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố liên quan tới công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng. Quan tâm chỉ đạo bố trí nhân lực, kinh phí và trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Công an thành phố, cơ quan thường trực của Tiểu ban An toàn an ninh mạng thành phố tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban ngành, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin. Tiếp tục tham mưu đề xuất các phương án, các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của tiểu ban. Tập trung làm tốt công tác bảo vệ an ninh thông tin, bí mật nhà nước trên không gian mạng. Tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ. Tập trung triển khai chương trình và biện pháp bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng của thành phố. Đầu tư tăng cường tiềm lực cho lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an thành phố cùng một số nhiệm vụ quan trọng khác. Nhân dịp này, nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 tại Sở Tài chính. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và đại diện một số sở ngành của thành phố. Các nội dung kiểm tra gồm: kết quả thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm 2022, quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm chia cho các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Theo báo cáo của Sở Tài chính, ước thu ngân sách nhà nước thực hiện năm nay đạt hơn 108,6 nghìn tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán Trung ương giao, 102,9% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 113,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện hơn 66 nghìn tỷ đồng, đạt 118% dự toán Trung ương giao, 110% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 114,2% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước thực hiện hơn 41 nghìn tỷ đồng, đạt 129,2% dự toán Trung ương giao, 100% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 103,7% so với cùng kỳ. So với dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, có 11 trong tổng số 17 chỉ tiêu thu ước đạt và vượt dự toán. Hai lĩnh vực thu tăng đột biến là thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tiền thuê đất. Chi ngân sách ước thực hiện hơn 34,3 nghìn tỷ đồng, đạt 124,2% dự toán Trung ương giao, 94,6% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Sở Tài chính làm rõ một số nội dung liên quan đến dự toán thu ngân sách năm 2022, dự toán thu ngân sách năm 2023, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, vấn đề thu từ đất, tỷ lệ điều tiết ngân sách cho các địa phương, làm rõ nguyên nhân hụt thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tiền sử dụng đất. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Văn Lập đánh giá cao công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan chủ trì là Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư trong thực hiện dự toán ngân sách năm nay. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng hoạt động thu chi ngân sách của thành phố vẫn đạt kết quả tích cực. Đồng chí đề nghị từ nay đến cuối năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách, chú ý điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực hiện thu chi ngân sách. Liên quan đến quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Sở chủ động các giải pháp khai thác tối đa nguồn thu ngân sách gắn với quyền và trách nhiệm của các cấp chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ, tăng khả năng tự cân đối, bảo đảm cân đối giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương, tiếp tục phân cấp, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động về ngân sách. Cùng với đó,
tính toán cụ thể, điều hành thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách, bảo đảm nguồn lực để các địa phương thực hiện các nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành. Riêng với các địa phương tự cân đối thì phải bảo đảm thu chi. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng lưu ý sở bổ sung thêm quy định về thưởng vượt thu cho các địa phương. Trong xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2023, đề nghị sở bám sát mục tiêu kế hoạch của thành phố, làm việc cụ thể với các địa phương, xây dựng kế hoạch bảo đảm sát, đúng, phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển của thành phố. Dự toán thu phải cao hơn so với dự toán của năm trước. Trên cơ sở, ra soát các yếu tố tăng, giảm, tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư và đặc biệt phải bảo đảm tính lâu dài, không chỉ cho năm 2023 mà còn cho cả những năm tiếp theo, phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025 và thực hiện các nghị quyết của Trung ương và thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Sở Tài chính tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, thẩm tra, xem xét trước khi trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Cũng trong sáng nay, đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ khối các cơ quan thành phố. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đánh giá Đảng bộ khối cơ quan thành phố là đảng bộ tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng nói chung và thực hiện chỉ thị số 10 nói riêng. Trong đó, Đảng ủy khối tập trung ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 10 cụ thể. Quy định về chế độ đi cơ sở, trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, triển khai nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị được thực hiện bài bản và nội dung này được đưa vào chương trình bồi dưỡng đảng viên mới. Công tác sở, tổng kết việc thực hiện chỉ thị được đúng quy định. Qua đó, khẳng định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp đột phá để nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng chí đề nghị Đảng bộ khối tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò của sinh hoạt chi bộ, sớm thành lập ban chỉ đạo của Đảng bộ khối thực hiện chỉ thị số 10, có giải pháp cụ thể khắc phục một số hạn chế đoàn kiểm tra chỉ ra. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ, góp phần hoàn thiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ biểu dương học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố năm 2022 tại khu di tích lịch sử danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, huyện Vĩnh Bảo. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành và đơn vị liên quan. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của đại diện các sở ban ngành địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận, đến thời điểm này, các đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong công tác tổ chức lễ biểu dương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, lễ biểu dương học sinh sinh viên tiêu biểu xuất sắc là sự kiện quan trọng của thành phố, tập trung đông người trên quy mô lớn. Do vậy, công tác chuẩn bị phải chu đáo, chặt chẽ nhằm bảo đảm thành công tốt đẹp. Các đơn vị cần rà soát, xác báo đại biểu chu đáo, trang trọng. Việc trao kinh phí khen thưởng học sinh, sinh viên phải tiến hành trước ngày diễn ra lễ biểu dương nhằm động viên khích lệ tinh thần kịp thời. Cùng với đó, các đơn vị liên quan cần chú ý kiểm tra an toàn sân khấu nơi diễn ra sự kiện, bảo đảm việc đưa đón bố trí chỗ ăn nghỉ cho học sinh, sinh viên. Cung cấp điện lưới ổn định, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch. Theo báo cáo của các đơn vị, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị từ trang hoàng khánh tiết sân khấu, lên phương án bố trí đưa đón học sinh sinh viên, y tế vệ sinh môi trường trước và sau lễ biểu dương, an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, truyền thông, phân công đón tiếp đại biểu, đường truyền viễn thông, xây dựng phương án cung cấp điện đều cơ bản hoàn tất. Chiều nay, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì buổi giám sát chuyên đề việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với Sở Tài nguyên và Môi trường. Tính từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 7 năm nay, có tổng số 36 kiến nghị thuộc nhiệm vụ và trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, kiến nghị đã giải quyết xong là 20, còn 16 kiến nghị chưa giải quyết xong. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri được Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, chỉ đạo thực hiện với tinh thần giải quyết nhanh những nội dung đúng thẩm quyền giải quyết. Nếu chưa giải quyết được ngay, thì tiếp thu, nghiên cứu, đưa ra giải pháp, từng bước giải quyết, khắc phục.
Sở Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị với Trung ương sớm sửa đổi luật đất đai để khắc phục những bất cập trong thi hành luật. Đối với thành phố, tăng cường công tác kiểm tra, trách nhiệm trong việc giải quyết những kiến nghị của cử tri, bảo đảm đầy đủ, công khai, minh bạch. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bùi Đức Quang đánh giá cao Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung phân loại, giải quyết các nhóm vấn đề ý kiến của cử tri trong thẩm quyền. Đối với những vấn đề phức tạp, khó khăn, kiến nghị nhiều lần, Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành đơn vị liên quan, tập trung giải quyết cho người dân. Đồng thời, giao cho Ban Pháp chế tiếp tục theo dõi, tổng hợp, đôn đốc thực hiện. Với những kiến nghị phức tạp liên quan đến nhiều cấp ngành, Sở tiếp tục phối hợp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết. Còn đối với những kiến nghị vượt cấp, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục báo cáo Thành ủy phương án giải quyết. Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng vừa có thông báo về việc đôn đốc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành 45 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các cá nhân có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên khu vực biển huyện Tiên Lãng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Đến nay, qua theo dõi kiểm tra, đã có một số cá nhân chấp hành việc nộp phạt vào kho bạc nhà nước Tiên Lãng, có 32 trường hợp có đơn tự nguyện và tiến hành tháo dỡ, di rời các công trình vi phạm. Một số trường hợp đã tháo dỡ một phần công trình vi phạm như đã cam kết với Ủy ban Nhân dân huyện. Để chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các trường hợp vi phạm khẩn trương nộp tiền phạt và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đối với 13 trường hợp chưa thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm, Ủy ban Nhân dân huyện đã ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đối với các trường hợp đang tháo dỡ công trình vi phạm nhưng chưa hoàn thành, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu hoàn thành chậm nhất trong ngày 13 tháng 11 năm 2022. Đến hết thời gian nêu trên, nếu các cá nhân chưa tự giác tháo dỡ hết các công trình vi phạm còn lại, thì Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng sẽ ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định. Đối với việc cưỡng chế thu hồi tiền phạt của các trường hợp chưa nộp tiền phạt vào kho bạc nhà nước, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện tháo dỡ di rời các công trình vi phạm còn lại, các hộ thông báo về Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thưa quý vị, trước không ít áp lực của thời đại công nghệ số, vượt lên mọi khó khăn, nhiều nhà giáo vẫn luôn tận tâm với nghề, sáng tạo trong giảng dạy, nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ của các thế hệ học trò. Mời quý vị và các bạn đến với tấm gương nhà giáo như thế qua phóng sự sau. Ngày làm việc của cô giáo Nguyễn Thị Kim Anh bắt đầu từ 6 giờ sáng. Cô đến trường trước giờ lên lớp gần một tiếng để bồi dưỡng cho các em học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Tranh thủ chút thời gian cuối buổi chiều, cô lại dạy kèm cho các em có kết quả học tập chưa cao. Thời gian của cô cuốn theo những tiết dạy và lặp đi lặp lại hàng ngày. Đối với học sinh giỏi thì tôi thường có những cái bài tập hay, những cái câu hỏi khó để phát huy cái óc sáng tạo của các em. Còn với học sinh giỏi thì trong những cái bài tập đấy thì tôi thường khai thác nhiều cái cách giải hay cũng như là phát triển những cái bài toán gốc thành những cái bài toán mới để cho các em hứng thú và yêu thích môn học hơn. Còn với học sinh mà các em chưa đạt được cái chuẩn kiến thức kỹ năng ấy, thì cái phương pháp mà các em phải học thuộc các cái kiến thức cơ bản, những cái lý thuyết cơ bản trước, sau đó cho các em làm những cái bài tập rèn cặp các em thường xuyên kiểm tra, chấm chữa bài cho các em. Xuất phát từ suy nghĩ, một giáo viên giỏi không chỉ dạy bằng kiến thức mà còn là tình yêu. Bằng phương pháp dạy linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong môn toán, lớp cô giảng dạy được nhiều người gọi với cái tên trìu mến, lớp thủ khoa. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông vừa qua, có 100% học sinh thi đỗ vào trung học phổ thông công lập, với điểm trung bình xét tuyển trên 9, trong đó có 15 học sinh đỗ vào trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Có một thủ khoa, 3 á khoa, 3 tam khoa của các trường top đầu thành phố. Rảnh rỗi thì cô thường bảo chúng em đến nhà cô để cô kèm cặp thêm những kiến thức ở trên lớp và giúp chúng em tiến bộ thêm. Cô hay điều chỉnh những phương pháp giảng dạy để giúp chúng em cảm thấy thú vị hơn và thích với bộ môn toán. Cô ra bài tập phù hợp với những bạn học sinh. Nhờ đổi mới phương pháp giảng dạy,
với đội ngũ cán bộ, giáo viên, tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì học sinh thân yêu. Trường Trung học Cơ sở Lê Lợi trong những năm gần đây luôn đứng trong vị trí top đầu của ngành giáo dục quận Hải An. Trong năm học vừa qua, nhà trường có 11 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 9 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố. Chất lượng học sinh giỏi của các cấp được duy trì và giữ vững. Kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đứng ở vị trí thứ 7 toàn thành phố. Trong đó thì điểm bình quân đạt 8,088. Đạt được những cái thành tích trên là do nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên không những chỉ vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, luôn luôn đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, mà các đồng chí còn rất tâm huyết, nhiệt tình vì các thế hệ học trò. Trong đó có thể nói tiêu biểu là cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh. Với tài năng, tâm huyết, trách nhiệm với nghề dạy học và tình yêu con trẻ, nhà giáo Nguyễn Thị Kim Oanh là một trong những tấm gương tiêu biểu được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm học vừa qua, cô vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác. Trong phần tiếp theo của chương trình, làm rõ vụ nghi bạo hành trẻ em trên địa bàn quận Ngô Quyền. Cô giáo gọi điện cho em bảo em lên trường. Em cũng thật sự là em không biết là cháu bị đánh nhiều như thế. Vấn nạn xe dù bến cóc không chỉ ảnh hưởng đến những doanh nghiệp vận tải chấp hành đúng quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thưa quý vị, xung quanh thông tin cháu bé 8 tuổi hiện đang sinh sống trên địa bàn phường Vạn Mỹ của quận Ngô Quyền nghi bị bạo hành, ngay trong chiều nay, phóng viên thời sự chúng tôi đã có tìm hiểu và đã có những thông tin ban đầu. Đây là những hình ảnh do giáo viên trường tiểu học Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, nơi cháu bé đang theo học, cung cấp cho phóng viên thời sự. Cháu đến lớp thì khi mà tôi nhìn thấy cháu một cái thì tôi thấy cái mắt của cháu, cái mắt phải của cháu đấy bị thâm tím, thì tôi đã đoán ngay sự việc rằng là cháu bị bạo hành. Thế nhưng mà lúc đấy thì tôi hỏi ngay là vì sao mà con mẹ mắt thâm như thế này. Thì cái người đàn ông kia, người ta mới kéo cháu, tay cháu ra và người ta nói rằng là đây là bị đập và dập vào tường, bị ngã dập vào tường. Tôi tiếp cái người đấy và tôi cho đi về và cho cháu tạm thời vào lớp. Thế khi tôi cầm tay cháu thì tôi thấy cái lốt đỏ nó lằn lên ở cái mu bàn tay đấy. Thế là tôi mới vén áo lên thì thấy nó lằn ngang, lằn dọc rất là nhiều và rất là đỏ. Thế tôi rất là sửng sốt bởi vì trông nó rất là khủng khiếp ấy. Thế là tôi đã hỏi con bị làm sao. Thì con bị chú đánh, cháu gọi là chú. Vạch ra thì khắp người cháu bầm tím. Thì là tôi ngay lập tức là tôi đã đưa xuống phòng hiệu trưởng để báo cáo, trình bày, để nhờ các cơ quan chức năng làm việc giúp đỡ cho cháu. Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã mời gia đình lên làm việc, đồng thời thông tin tới cơ quan chức năng. Hiện gia đình đã xin phép cho cháu nghỉ học đến hết tuần và tạm đưa cháu về quê. Lúc bị đánh xong thì em cũng có thấy ở trên bàn tay ấy, thì là có những cái vết đỏ đỏ. Thì là em cũng nghĩ là chỉ đánh ở tay thôi, tại vì mọi lần thì anh cũng chỉ dạy dỗ nhẹ nhàng ấy, cũng chỉ đánh vào tay cháu ít thôi chứ không đánh nhiều như thế. Cô giáo gọi điện cho em bảo em lên trường. Em cũng thật sự là em không biết là cháu bị đánh nhiều như thế. Khi mà em mà biết là con bị đánh nhiều mà nó có vết nhiều vết bầm như vậy thì đối với cá nhân em thì em xử lý như thế nào? Em có gửi cho chồng em hình ảnh. Thì em hỏi anh ấy thì anh cũng có thừa nhận là anh ấy hơi mạnh tay. Thì lúc đấy anh do là anh ấy giận quá bởi vì cháu cứ chối quanh ấy. Anh giận quá cho nên là anh ấy có mạnh tay quá nên là cháu mới như vậy. Cháu em biết là cháu sợ nên em không dám đưa về nhà. Em đưa về nhà và chị em thì là để sáng hôm sau là chị em đưa về quê đấy. Thông tin ban đầu được biết, cháu bé đang sống cùng mẹ và bạn trai của mẹ trên địa bàn quận Ngô Quyền. Ngay khi biết thông tin, quận Ngô Quyền đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Vạn Mỹ, các ban ngành, đoàn thể, phòng lao động, thương binh và xã hội trực tiếp xuống gia đình cháu bé. Hiện tại cháu đang ở Thanh Hóa, đang ở nhà người quen em ở Thanh Hóa. Thì em cũng nhờ người nhà đưa đi khám thì họ bảo là bị ngoài da cũng không ảnh hưởng gì bởi vì cũng không vào những cái chỗ hiểm ấy. Thì là cũng mua thuốc bôi cho cháu.
và cho cháu uống thuốc rồi thì cháu cũng đỡ đau rồi, nhưng mà vết bầm tím thì vẫn còn nhiều. Chính bản thân em thì em cũng thấy có lỗi, thì em cũng không quan tâm cháu nhiều như thế, rồi em cũng không ngờ là cái sự việc nó thành ra như thế này. Em với anh cũng nói chuyện với nhau rồi, hối hận và cũng mong là không có chuyện này xảy ra nữa. Em thì em mong là con vui vẻ bạn bè, nó không nghĩ đến chuyện đấy nữa. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên công an quận Ngô Quyền thụ lý. Cơ quan điều tra đã triệu tập những người có liên quan, ghi lời khai làm rõ sự việc, tiến hành điều tra theo trình tự pháp luật. Vâng, thưa quý vị, thời gian qua trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Sự việc xảy ra với cháu bé trên địa bàn quận Ngô Quyền tiếp tục là lời cảnh báo về vấn đề này. Làm thế nào để bảo vệ trẻ em khi mà lứa tuổi này các em chưa có khả năng tự bảo vệ, tự phòng vệ bản thân? Chỉ cần mỗi chúng ta không thờ ơ. Tiếp tục với một số thông tin khác. Thưa quý vị, giống nếp cái hoa vàng của xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng được lưu giữ và phát triển từ lâu. Qua mỗi vụ thì diện tích lúa đều được duy trì. Để khuyến khích người dân tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với ngành nông nghiệp huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, đúng cách để góp phần giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Chỉ còn khoảng một tuần nữa, lúa nếp cái hoa vàng của bà con xã Đại Thắng sẽ được thu hoạch. Theo quan sát và đánh giá của các cơ quan chuyên môn và các hộ dân sử dụng thử nghiệm chăm bón lúa bằng phân bón hữu cơ, năng suất lúa hơn hẳn các vụ trước. Là so sánh đối chứng cái lúa thực tế này, đếm cái hạt trên bông và cái tỷ lệ mà hiệu quả đấy là sẽ rất là cao. Vô cơ thì nó nhanh, nhưng mà hữu cơ thì nó chậm. Tuy nhiên cái tính chậm nó sẽ là tính bền vững. Năm nay cái mô hình nhà tôi là đúng là nhàn, không phải nội xuống ruộng là một, mà chỉ rắc một lần nâng thôi. Thuốc sâu thì năm nay tàu bay họ phun, chắc hạt và như cây nó khỏe, không bị sâu. Thế nên chúng tôi cảm thấy như thế này là tôi rất là yên tâm. Năm 2016, sản phẩm lúa nếp cái hoa vàng tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho mặt hàng nông sản này. Đến nay, trong tổng số gần 300 hectare, đã có 50 hectare sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Từ thời điểm ban đầu phun cho 10 hectare lúa, qua 3 vụ mùa, đến nay đã có 80 hectare được bà con tin tưởng ký hợp đồng với đơn vị sử dụng máy bay phun thuốc trừ sâu. Năng suất và chất lượng hơn hẳn so với trước đây đã tạo niềm tin và động lực cho bà con. Qua một cái vụ này thì chúng tôi đánh giá là khi hạt đến ngày hôm qua chúng tôi đối chứng là trên của như bông hạt là hạt mẩy. Hạt chắc là tỷ lệ rất cao so với coi như là bà con nhân dân chăm coi như là vô cơ, phân vô cơ. Tin chắc rằng sẽ năng suất sẽ coi như là tăng từ 5 đến 10%. Bình quân mỗi sào trồng lúa nếp cái hoa vàng cho năng suất khoảng 56 tạ. Có những khu vực năng suất đạt 60 tạ một sào. Mặc dù chưa có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, song mỗi vụ thu hoạch, lúa nếp cái hoa vàng của bà con đều được các thương lái tìm về tận ruộng để thu mua. Từ chủ trương đúng đắn, quá trình thực hiện bài bản, tin tưởng rằng nếp cái hoa vàng Đại Thắng có thể vươn xa đến với người tiêu dùng trong cả nước. Bình quân mỗi ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng thu gom, vận chuyển và xử lý khoảng hơn 1.000 tấn rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Với khối lượng công việc không nhỏ, lại trong môi trường độc hại, làm thế nào để giảm chi phí, sức lao động cho công nhân mà vẫn nâng cao được hiệu quả công việc luôn là mục tiêu mà công ty hướng tới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xe tưới nước rửa đường với công nghệ hiện đại sắp được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị đưa vào khai thác. Với xe thông thường cần 3 người vận hành thì với xe mới chỉ cần 1 người vừa lái xe vừa điều khiển các tính năng. Giảm nhân lực, bớt sức lao động nhưng hiệu quả công việc tăng gấp 2 đến 3 lần so với phương tiện truyền thống. So với lại các cái xe truyền thống trước đây thì xe này có các cái tính năng vượt trội hơn hẳn là một người thì có thể là kiêm lái xe và vận hành xe, vận hành các hệ thống điều khiển như quan các cái van chức năng, các cái hệ thống tưới hoàn toàn là điều khiển bằng điện, tiết kiệm được cái sức người, tiết giảm được cái công lao động, cũng nâng cao được cái hiệu quả của công tác vệ sinh đô thị, làm cho cái bộ mặt thành phố là ngày càng là xanh sạch đẹp. Có mặt trên nhiều tuyến đường của Hải Phòng, không kể ngày hay đêm, những chiếc xe quét hút bụi trên các cây cầu, những tuyến đường lớn, nơi có đông phương tiện giao thông để giảm sức lao động, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông cho người lao động. Cùng với đó, hàng trăm phương tiện, thiết bị cơ giới khác,
như xe phun nước, ép rác, xe xúc, xe ủi được công ty ứng dụng đã thay thế và giải phóng lực lượng lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc. Các phương tiện này đều được lắp đặt thiết bị định vị GPS để quản lý, giám sát lộ trình thu gom. Tín hiệu định vị được truyền về trung tâm để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh. Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ tại Hải Phòng đang đặt ra những thách thức lớn trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Hiện đại hóa các phương tiện, thiết bị là một trong những giải pháp quan trọng mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị đang nỗ lực thực hiện để nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị xanh, thông minh, văn minh hiện đại. Phục hồi sau đại dịch COVID-19, gặp nhiều khó khăn khi giá xăng dầu tăng cao, nhưng chưa dừng lại ở đó, các doanh nghiệp vận tải khách còn phải đối mặt với vấn nạn xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình, hoạt động như xe khách liên tỉnh tuyến cố định, đã và đang gây ra những hệ lụy phức tạp, không chỉ làm mất công bằng cho những doanh nghiệp vận tải chấp hành đúng các quy định, kinh doanh nghiêm túc tại bến, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được tại khu vực cổng bến xe Thượng Lý, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều xe ô tô các loại liên tục dừng đỗ bắt khách dọc đường. Trái ngược với cảnh nhộn nhịp đón khách ngay trước cửa bến, thì phía trong bến xe Thượng Lý, lượng khách đến bến đi xe khá thưa thớt. Nhiều nhà xe cho biết họ chỉ khai thác được từ 30-50% công năng, mà một trong những nguyên nhân là do sự nở rộ của nhiều loại hình vận tải khách không chính thức. Lượng khách thì bây giờ là cũng ít, thứ hai nữa là cái tình trạng xe dù rồi xe ghép rồi là xe hợp đồng giả danh xe tuyến ấy rất là nhiều. Tình trạng là xe dù bến cóc là rất chi là nhiều. Xe đang chở xe hợp đồng của người ta đó, nhưng mà người ta vẫn chạy khách bình thường, người ta bắt khách ngang đường rồi không có bến bãi dừng đỗ gì cả. Ví dụ như là bình thường như là 10 khách người ta đi trên một chuyến xe của em thật đấy. Thế nhưng mà bây giờ những cái xe dù bến cóc đấy là người ta phân bổ ra nó 3-4 con nữa, nó đi trước đi sau nữa, nhiều những cái là nó phải san sẻ cái khách đi, cho nên bọn em chỉ thu về được chắc tổng khoảng được 2-3 khách, nắm hôm xe về hồi em về xe không. Dưới vỏ bọc là xe hợp đồng chở khách, không đăng ký chạy tuyến cố định, nhưng các xe vẫn chạy đúng giờ, đúng lộ trình. Chỉ khác với xe tuyến cố định là bắt khách dọc đường. Nhộn nhịp nhất có thể kể đến là các tuyến Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái, Quảng Ninh. Cái vận tải hành khách tại cái khu vực bến xe Thượng Lý thì cũng có nhiều cái bất cập. Thế thì một số các nhà xe là mang biển hợp đồng nhưng mà lại chạy chen vào cái tuyến cố định. Một số các cái nhà xe chạy tuyến Hà Nội thì hiện nay vẫn còn có hiện tượng là đỗ ở ngoài cổng bến. Trước sự phát triển mạnh của các loại hình vận tải khách, phương thức vận tải truyền thống đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, hai bến xe lớn trên địa bàn thành phố là Vĩnh Niệm và Thượng Lý đều sụt giảm từ 30-50% lượng khách. Trong khi vấn nạn xe dù, bến cóc, xe khách trá hình vẫn diễn biến phức tạp, dai dẳng, thách thức những nỗ lực giữ gìn trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng. Trên thực tế, tình trạng trên chỉ giảm trong thời điểm cơ quan chức năng ra quân, rồi lại tái diễn ngay sau đó. Xe dù, bến cóc, vấn nạn có sự khởi đầu, nhưng chưa biết đến khi nào mới có hồi kết. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.